mừng mọi người đến với kênh Nguyễn Hải TV của mình. Tiếp tục thì hôm nay Hải lại ghé về với tỉnh Tắc Cây Xanh. Nơi đây có tổ chức về ngày lễ là Vu Lan Báo Hiếu, cũng là nhằm ngày 2 tháng 9, là một ngày đại lễ lớn của đất nước mình. Thì tại tỉnh Tắc Cây Xanh này cũng nêu về cái tứ trọng an, trong đó là ơn về cha mẹ, đền đáp, sinh thành, nơi để dưỡng dục mình, người đã dưỡng dục mình. Thì hôm nay Hải mời mọi người đến và tham quan chiêm nghiệm lại một lần nữa ở tỉnh Tắc Cây Xanh này nha. Mời mọi người. Khi mà cha mẹ còn, mình thấy thời gian không có, không đủ đắp đầy những cái hình hành động, những cái hình ảnh, những cái việc làm cụ thể. Khi cha mẹ mất rồi, mình chỉ là con số không mà thôi. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không nâng đầy từng mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính công cha. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Kẻ mắt cho anh xin khó hiểu, người còn bạc đãi lạ lùng thay. Nguyễn Hải TV, hành trình khám phá. Điều dạy sự hiếu nghĩa là đầu. Nếu mà chúng ta là con người, chúng ta bỏ đi cái tình thương mẹ cha, không biết đất bồi cái công lao ơn sanh thành dưỡng dục, chúng ta không phải là con người gì. Cho nên mẹ cha là kẻ trọng thân, giữ nuôi báo hiếu lúc thân yếu già. Dường đến đơn quải mới là có chi cũng thấy vậy là dân thôi. Ta là thân phận làm tôi phải đền phải đáp cho rồi mới ngoan. Thì đây là những cái thuật ngữ ở trong Phật giáo Hòa Hảo. Đức Thầy chúng ta là một vị Phật, cảm nhận được cái hiếu ân là cái hạnh đầu tiên của một trong những hạnh của nhà Phật. Cho nên khi mà chúng ta bỏ đi cái hiếu rồi, cha mẹ lỡ có qua đời, vô thường đến với các đấng sanh thành, thì chúng ta không bao giờ có điều kiện mà trả hiếu được. Cho nên chúng tôi trong cái hoàn cảnh xa xứ, xa cha xa mẹ, khi mà cha mẹ còn, mình thấy thời gian không có, không đủ đắp đầy những cái hình hành động, những cái hình ảnh, những cái việc làm cụ thể. Khi cha mẹ mất rồi, mình chỉ là con số không mà thôi. Do đó mà khi mẹ tu qua đời, năm nay gần tới cái đám giỗ thứ hai là tháng 2 tới, thì tôi thấy trong lòng mình trống vắng. Khi muốn về để gặp bà, để mua cho bà một miếng bánh, một miếng trái cây, hoặc giả là một miếng thức ăn gì đó, nhưng mà bà không còn. Nhưng mà thánh nhân bảo là kim sanh hiếu giả thị vị năng dưỡng, trí ư phỉ mã, chí ư phỉ mã hữu năng hữu dưỡng. Thì chúng ta biết là quan niệm của người đời nay, cái sự hiếu đạo đứng hàng đầu, thánh nhân thường bảo như thế. Nhưng mà khi mà nuôi dưỡng cha mẹ đó, thì mua đồ cho cha mẹ ăn cũng như nuôi dưỡng con ngựa con chó ở trong nhà mà thôi. Nhưng mà bất kính hầu giả hiếu hồi, chúng ta lồng vô cái sự kính nể, thì cái hiếu đó nó mới trọn đầy. Ví dụ như giờ đi chợ đi đâu về đó, mua một gói thức ăn, một miếng bánh bò hoặc một gói xôi, đem lại dạ thương mẹ cha ăn với con lấy thảo. Trong lòng cha mẹ thấy rất hân hoan mà nhận những cái món thức ăn đó, ăn rất là hoan hỷ vui vẻ. Còn những người mà không có kính nể, mua về đó bà ăn đi, ông ăn đi, thì chẳng khác nào như nuôi chó nuôi người đó. Cho nên chúng ta biết được cái ơn nghĩa này thì chúng ta phải lồng vào trong chữ kính. Cho nên mà khi mà chúng ta không kính á, thì chẳng khác nào như nuôi chó nuôi ngựa trong nhà chị mà không. Mua gì người thấy giả nó ăn được gì nó ăn như vậy.
Thì đây là cái lời pháp của một thánh nhân để giải bảo cho mình đó. Rồi khi mình cảm nhận được cái lòng hiếu này á, thì mình lòng trong cái sự nuôi dưỡng, nhưng mà cái kính của mình nó dâng trào lên, nó mới chọn chữ hiếu. Chứ mua gì giải đó bà anh đi, ông anh đi, mà cha mẹ cầm gói xôi, miếng bánh chú cái gì đó ăn cho nghẹn ngào hết á. Hồi xưa á, là khi mình nuôi nó á, mình nó là trân trọng từng cái món ăn, từng cái miếng sữa mà giờ nó cho mình ăn nó trả. Thì lúc mình chưa có giao cái sổ hồng, cái chứng khoán của là nhà đất gì đó, thì nó tôn trọng lắm. Có hai cái bà này ở gần cái bên tôi, có hai cái trạng thái. Sáng ra bà này bà buồn quá, bà nói tôi thì con cháu nó ít, nhưng mà sáng ra đứa nào cũng đi làm cho bỏ tôi nhà buồn hiểu buồn hiu, mình thấy cảnh cô đơn này chưa khổ quá. Cái bà hàng xóm nó lại bà nói chị có con cháu đi làm chị buồn, mà tôi thì có con cháu đông, mà mỗi lần nó về đông chừng nào tôi buồn gì đó. Bà này bà hỏi gì chứ sao mà chị buồn à, chị nói tôi nghe coi, con cháu đông chị vui chứ mới phải chứ. Chàng ơi là tôi nói cho chị nghe là đông mà nó lại phải nó chúc tụng hoặc giả là nó làm này làm kia, ăn để ăn mừng cũng vui gì đâu. Đông chừng nào nó lại nó kêu tôi chừng nào chia cái gia tài đó, chứng khoán của bà để tên bà hoài, biết chừng nào mà chúng tôi có được cái gì. Cho nên con cháu về đông bữa nào nó cũng tra hạch về vấn đề cái sổ hồng. Cho nên bà nói bà khổ. Còn cái bà mà cô quạnh đó không có con cháu bà cũng khổ nữa. Cho nên hai bà đều khổ hết. Thì chúng ta thấy được cái khổ của người này, nhưng mà nhìn cái khổ của người khác càng khổ hơn. Nhưng mà trong một cái trạng thái khổ á, thì đa số những người già đều khổ như nhau. Bởi vì tuổi già thân yếu mà đa sầu cảm, tóc bạc mình ve lắm rụng ràng, biết được trần gian là một quyển tử thần sửa sổ kéo vào quan rồi, ô hô lão hỉ rồi à, mà nay sao lại á, là mắt là tai điếc gối mỏi lưng khòm rồi á, nồng nồi chậm chạp à, đi đứng xéo xiên uống ăn đổ tháo bọn trẻ dễ kinh, và đành nhờ cậy tay đi nương gậy phế diệp dân quan. Diệp dân diệp quan gì nó cũng không cho mình làm hết á. Cho nên á, là cái khổ của người già lúc nào cũng cao hơn người trẻ là vậy. Cho nên buồn buồn cái là bắt đầu á, là ngồi đó là kể chuyện này chuyện kia, là nhắc tới chuyện này chuyện kia đều khổ. Do đó chúng ta cảm nhận được cái khổ của người cha người mẹ, để chúng ta chọn phụng sự dưỡng trong cái việc thiếu đó. Cho nên á, Đức Thầy dạy cho chúng ta đó là lúc còn sanh tiền đó, là chúng ta đi vào trong cái hiếu, thế gian hiếu. Thế gian hiếu là chúng ta làm được một việc, còn sức thế gian hiếu là một việc nữa là hai việc. Thì đây là cái cơ bản của cái người, cái con người sống ở thế gian này, đi theo một cái góc độ tôn giáo đó là Đức Thầy dạy. Đó. Lúc cha mẹ còn sanh tiền, nếu dạy ta những điều hay lẽ phải, cha gái trong chỉ nghe là đó là một cái ý. Ý thứ hai nữa, phải dâng lời cha mẹ. Đó. Nếu cha mẹ làm điều gì làm là nó trái với nhân đạo, ta hết ta gắng sức tiền cấp để khuyên lên ngay cả. Chẳng thế ta phải còn lo nuôi dưỡng báo đòn, lo cho cha mẹ khỏi đói gắt nè, khỏi bệnh hoạn nè, khỏi ốm đau nè, gây sự hòa hảo trong đại huynh. Nếu mà trong gia đình có năm người con mà năm tư tưởng khác nhau, năm chị em trong gia đình mà có khác tư tưởng như vậy thì không có hòa hợp chung một ý, thì sanh ra sự cãi giả hơn thưa hiềm khích, thì cha mẹ rất là đau lòng. Cho nên đầu tiên là cho ăn, cho mặc, hoặc giả là lòng vô cái kính nể. Ngày xưa tôi kể chị nghe câu chuyện của ông Tăng Xong. Ông là một trong 24 hiền thủ đại đệ tử của Khổng Tử đó. Ông ta là một trong những người hiếu đó. Như mà ông thầy Tử Lộ, ông Nhan Hồi, hoặc giả là ông Tăng Thích, nhưng mà ông Tăng Xong rất là có hiếu cái gì đó. Khi mà ông về ông nuôi cha ông á, cha ông lớn tuổi già rồi đó. Sáng ra ông phanh tay dạ thiên cha, bữa nay cha ăn món gì để con tự đi chợ mua đồ về nấu cho ông cha món đó. Khi mà ông cha ông nói những cái thức ăn xong rồi, ông ta tự tay đi mua về, ông ta tự nấu đem ra hầu cha hết bữa cơm đó quý vị. Khi mà ông cha ăn cơm đứng hầu kế bên hết bữa cơm đó. Rồi khi mà ăn cơm mà thừa những cái thức ăn đó là ông Tăng Xong ông nói dạ thưa cha, thức ăn thừa này đem cho ai, thậm chí cái đồ thừa thải không có giá trị gì, nhưng mà ông Tăng Xong vẫn
vẫn phanh tay thưa cha cho cha có một cái quyền, cái quyền của người lớn tuổi, cái quyền của cái người không đáp ứng được mọi nhu cầu cuộc sống để làm ra của cải vật chất nữa, nhưng mà cái quyền làm cha ông ta vẫn có. Cuối cùng là ông Tâm, cha của ông Tâm sau mới nói cho người đó, ông Tâm mới đem cái thức ăn thừa đến cho. Do đó mà ông được liệt kê vào cái hàng hiếu trong thập nhị đệ tử của thập nhị tứ hiếu của Đức Phật tử. Nhưng mà tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện của một tiếp theo đó, là có một cái lời, cái đầu đoạn nó rất là hiếm gì. Một hôm mà cư vị ở đầu đài nhà đường, ông ta mới bỏ cái ở thế gian lên núi, ông ta mới cắt cái ao chanh để tu luyện, thì ông ta mới thấy được cái cuộc sống của con quả. Con quả nó làm tổ trên một cái cành cây mà trước cửa cái ao chanh của ông. Ông ta mới ra xem hàng ngày coi cái sinh quả của con quả như thế nào. Thì trong cái tổ này nó có con quả mẹ mà bị mù hai con mắt. Con mẹ con quả con nó hàng ngày nó đi kiếm mồi về nó mót nước cho mẹ. Nhưng mà một hôm á, khi mà đi kiếm mồi, một trận bão tới kinh hoàng, làm gãy cái nhánh cây đó mà rớt cái tổ quả xuống, con mẹ chết ở dưới cái nền đất ở trên núi. Khi quả con bay về, bay lượn mà tìm không thấy mẹ, nó kêu la thảm thiết. Ông Bạch Cư Vị ổng mới thấy được cái sự tình của con quả con khi nó trở về mà nó kiếm quả mẹ không có. Nó bay gần suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng nó mới mỏi mệt quá, nó đáp xuống đất thì nó thấy cái tổ quả bị rớt kế. Cuối cùng nó mừng mà nó trường lại, thì với lại bay hết nổi, chạy lại thì gặp quả mẹ mù đang chết. Nhưng mà chết rồi thôi sao, nó chưa thôi ở đất đâu. Cuối cùng nó mới cắn mẹ nó lôi ra ngoài cái tổ á, mẹ chết rồi nhưng mà nó lấy cái sự lực của nó lôi mẹ đi. Cuối cùng nó móc đất cái chỗ nào mềm đó, nó móc thành một cái hố để nó lôi mẹ lại đó chôn. Thì trong quá trình nó móc đất nó thành một cái nơi để chôn mẹ nó rồi, thì khi mà nó đem mẹ đó lại, nó lấp đất lại, tưởng đâu nó đi nó kiếm cái sự sinh hoạt cuộc sống riêng tư của nó. Nhưng mà ông Bạch Cư Vị ổng theo dõi từng trạng thái của con quả con cái gì, cuối cùng biết sao không? Nó ở đó suốt luôn, quanh quẩn ở bên cái mộ phần mẹ đó mà cho đến nỗi kiệt sức, không còn thức ăn trong bụng, nó xỉu ở đó nó chết luôn cái gì. Cho nên ông Bạch Cư Vị ổng mới làm cái bài thi để ổng mô tả về cái lầu vật mà nó có hiến thần. Ổng nói như thế này, ổng nói là kỳ ô mất từ mẫu a á khổ ai tâm, chiêu dạ bất quy khứ kinh điên thủ cố lâm, dạ dạ bán dạ đề văn giả di kiêu không, thanh chung như cáo tố dị tội phản bộ tâm. Cái nghĩa của chữ nôm mình như thế này, chữ Việt Nam mình đó. Quả con mất mẹ hiền, a á khổ ai tâm, là trong lòng lúc nào cũng khổ tâm đó. Cho nên đó là quả ô mất mẹ hiền, a á khổ ai tâm đó. Rồi là đêm ngày không bay thổi, cũng như lãnh quẩn ở bên cái mộ phần của mẹ thôi. Đêm ngày không bay khỏi, quanh năm giữa rừng khuya, rồi đêm nữa đêm kêu. Người nghe lị thâm mâu, tiếng kêu như bài tỏ, chưa đền đáp được ăn xong. Ông Bạch Cư Vị ông mới làm cái bài thơ để ai quán về cái nhân tình của quả con đối với cái con quả mẹ, mà suốt cuộc đời bỏ thức ăn. Thì chúng ta thấy là con đường thức ăn được Đức Thầy chúng ta đi vào ở trong cái mục tu nhân đầu tiên là cái ân tổ tiên cha mẹ. Nếu sinh ra chúng ta không có nhờ tổ tiên, không có nhờ cha mẹ thì không có hành chốc quốc gia, không có sự nuôi dưỡng lớn lao đối với đất nhà chân. Thì đầu tiên của cái ngôi vị của quyền đất tổ, chúng ta thờ theo cái tôn giáo Phật giáo ảo, đây là cái ngôi thánh. Cho nên tượng trưng cho thánh đạo, mà thánh đạo đây có của quyền đất tổ và cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên là
trong kinh Báo Hiếu Ân á, có một lần Đức Phật kêu A Nan đi lại đống xương khô đó, quý vị Phật tử bên chùa thường hay đọc những cái lời kinh đó. À, nhưng mà A Nan lại hỏi không biết cái người nào mà người gái, người nào người trai, không biết cái xương nào xương nam khi nào phân nữ. Thì Đức Phật mới nói cái người nữ á, là sanh nở cho nên xương nó thì nhẹ hơn người nam. À, và khi mà sanh nở nhiều ngày cái vị, nhiều ngày cái vị thì nó đen hơn cái xương của người nam. Từ cái chỗ đó đó mà lại đất xương khô là lại cái ân đức sâu về của tôi của mình đất lỗ. Mà hôm nay tín đồ Phật giáo Bảo Đức Thầy đưa vào cái ngôi đầu tiên để chúng ta chiêm ngưỡng lễ bái hàng ngày, đi theo cái giáo lý con đường thờ phượng và cách cúng lại hai ngôi thờ, thì chúng ta thấy cái ơn nghĩa của cha mẹ là đứng hàng đầu. Bởi vì thiên kinh giảng nghĩa mà hiếu nghĩa như tiên, nếu mà chúng ta không có cái hiếu đạo nghĩ đến cha mẹ ông bà thì tất cả những cái hiếu hạnh khác chúng ta làm được. Do đó mà chúng ta biết được cái ân nghĩa của tổ tiên cha mẹ thì đầu tiên chúng ta phải đi theo con đường của thầy dạy. Một là cái hiếu thế gian, còn hai là cái hiếu sức thế gian, là nếu cha mẹ quá giảng thì phải tu cầu cho linh hồn được siêu thanh lên phật cảnh thoát khỏi trần lên. Đó là cái ý thứ hai. Thì ý thứ hai là khởi lên cái ngày Vu Lan này, mà ngày Vu Lan này được cái thuật ngữ Phật giáo dạy trên toàn cầu lấy cái ngày rằm tháng 7 là cái ngày Vu Lan tự tứ để chúng ta làm cái lễ Vu Lan. Còn riêng về người tín đồ Phật giáo lấy hai thời cúng lại, sáng làm Vu Lan, chiều làm Vu Lan, cho nên cái Vu Lan của Phật giáo Hòa Hảo là nó đi từng ngày, từng giờ, từng thời cúng của mình. Cho nên đó là chúng ta thấy được cái lợi ích của cái sự Vu Lan, thấy được cái sự hiếu đạo đối với ông bà cha mẹ thì chúng ta ráng sức thực hành. À, nếu mà chúng ta không có tu tất cả các pháp khác mà thành tựu mà không có hiếu đạo thì chúng ta chẳng đi đến đâu. Do đó mà tất cả trăm hạnh chỉ có cái hạnh hiếu làm đầu mà thôi. Thì thưa quý vị, đứng về cái phương diện dạy bảo, Đức Thầy nói rất là nhiều chỗ. À, cho nên trong cái bài hiếu nghĩa di tiên của Thầy dạy chúng ta cũng vậy. Nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên mà hành thiện chi kinh thị sĩ hiền, kiến huệ quy tiêu đòn chiếu nghiệp, Phật tiền ngũ nhiệm điểm an nhiên. À, hoặc giả là cuối kính dân hương trước của quyền, gắn tu đất đạo cuối của quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngọ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta hình góc học cơ quyền. Hoặc giả là đến ngày biển cạn non mòn, tứ ân đã còn tạo canh. Đó là cái phương thức mà Đức Thầy dạy cho chúng ta hàng ngày để làm cái sự hiếu đạo. Nếu ai mà còn cha mẹ thì lo nuôi dưỡng, trực tiếp nuôi dưỡng không được thì gián tiếp lo nuôi dưỡng báo đời, lo cho cha mẹ khổ đó rất khổ khỏe khổng đau gây sự và hảo tâm đại huynh, tạo hạnh phúc gia đình cho cha mẹ vui lòng khổ mãn, gán cầu cho cha mẹ sống bình thường điều phước thọ, lúc cho cha mẹ quá giải thì tôi cầu cho linh hồn được siêu thanh lên miền phật cảnh thoát khỏi trần linh. Đó là cái hiếu mà thế gian và sức thế gian chúng ta gom lại. Mặc dù trên kinh điển nhiều cái thuyết giả đưa ra, nhiều cái tác giả đưa lên để chúng ta cảm nhận cái hiếu, nhưng mà rồi đây trở về Phật giáo Bảo chúng ta mới thấy được lối giáo dục chỉ dạy của Đức Thầy qua hai cái sự hiếu đạo là như thế. Thì thưa quý vị, còn khoảng thời gian ngắn để tôi tóm kết lại cái chủ đề Vu Lan cũng như chương trình hiếu đạo của người con Phật, Phật tử, người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đối với Thầy Tổ, đối với giáo lý của Đức Thầy, chúng ta gồm làm những gì? Nếu về nói Vu Lan theo Phật giáo của thế giới thì thừa từ trước đến nay chúng ta noi theo ký đức và hạnh hiếu của Đức Mục Kiền Liên. Nhưng mà trở về giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy chúng ta biết được căn cơ trình độ của chúng sanh trong thời Hạ Ngân Mạt Pháp, Đức Thầy mới chuyển thọ lại và chấn hưng bằng cách muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Một ly cứu mẹ bằng nay và người hiếu hạnh tâm đài từ bi, đó là cái phương cách hiếu đạo đối với cái Vu Lan bồn, thuộc về cái ân nghĩa đối với mẹ cha của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã làm và đang làm. Cái thứ ba nữa, đi vào chi tiết của sự hiếu trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, chúng ta mới thấy được cái điều Đức Thầy dạy là
hiếu thế gian và thức xuất thế gian. Hiếu thế gian thì chúng ta lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, chúng ta không trực tiếp để nuôi nắng, để đút những từng để đút ăn hoặc giả là thức uống từng một miếng thuốc, một miếng cơm hoặc một miếng bánh, thì chúng ta gián tiếp ở phương xa, nhưng chúng ta lúc nào cũng hướng về cha mẹ, gửi gắm những cái phương tiện yêu cầu cần thiết trong vấn đề sinh hoạt hàng ngày, để rồi chúng ta có sự tư tưởng gần gũi với mẹ cha để làm một cái sự hiếu gián tiếp cùng với anh em trong nhà thượng thảo, gây sự hòa hảo trong đệ huynh. Đó là chương trình hiếu mà xuất thế gian Đức Thầy dạy. Còn trở về với cái hiếu mà xuất thế gian thì chúng ta phải gắng lo tu cầu cho linh hồn được siêu thăng lên miền Phật cảnh thoát độ trầm luân. Nếu cha mẹ quá giảng thì phải tu cầu cho linh hồn được siêu thăng lên miền Phật cảnh thoát độ trầm luân. Đó là cái phương cách xuất thế gian. Cho nên trở lại với giáo lý Phật giáo hòa hảo, cùng cái ngày Du Lan tháng gần tháng 7 hàng năm, thì chúng ta biết được trên toàn cầu, trên tất cả những các chùa chì thuộc về hệ thống của Phật giáo Thống Nhất, thì cái ngày lễ Du Lan là cái ngày trọng đại đối với cái giáo lý Phật giáo trên toàn cầu, mà tất cả Phật giáo đều lấy cái ngày gần tháng 7 là cái ngày tự tướng Du Lan Bồ. Thì tất cả Phật tử các nơi cũng gom về chùa để hưởng ứng ngày Du Lan này. Có nhiều người là phóng sanh, rồi có nhiều người cầu cúng dường các tông sư hoặc giả là chùa chiền, có người thì làm công tác phước điền bố đức bố thí giúp đỡ kẻ nghèo hèn để dung trồng cái sự việc làm của mình làm lành để hồi hướng cho cha mẹ ông bà quá giảng nhiều đời nhiều kiếp. Thì đến đây cái chương trình trao đổi bàn bạc cái ngày Du Lan cũng như ảnh hưởng của Phật giáo hòa hảo trong cái ngày này, đến đây tôi cũng xin khép lại. Đồng thời trước khi rời khỏi vị trí diễn đàn, kính chúc toàn thể cô bác anh chị em được an lành trong cái kiếp sống hiện tại làm ăn phát đạt, rồi riêng cái tư tưởng tu hành thì phải giữ vững được lập trường phát tâm bồ đề vững chắc để tinh tấn tu hành cho đến ngày chấp thành đạo quả. Hẹn quý vị lần sau nếu có duyên chúng ta gặp lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Một lần nữa xin cảm ơn phần chia sẻ về ý nghĩa của ngày lễ Du Lan của chú Sáu, hết sức là ý nghĩa và rất là sâu sắc. Qua đây chúng ta cũng biết rằng cái chữ hiếu, chúng ta làm tròn cái chữ hiếu thế gian và cái chữ hiếu xuất thế gian là như thế nào. Khi mà cha mẹ còn sống thì chúng ta cố gắng phụng dưỡng báo đền cho công ơn đó, để mà báo cái chữ hiếu, để mà đền cho công ơn của hai đấng sinh thành. Và khi cha mẹ đã trăm tuổi thì chúng ta cũng cầu nguyện sớm chiều, đi qua cái bài dạy cầu nguyện của Đức Thầy sớm chiều thường hành như vậy, nhớ lời đừng xa. Thì trong cái phần mà nhị cầu cầu phụ quyền thất tổ tịnh độ siêu tâm, nam mô tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ phụ mẫu quá khứ trực giác tây phương, chúng ta cầu cái phụ quyền thất tổ cầu cho cha mẹ đang còn sống cũng như là cha mẹ đã quá giảng. Và bên cạnh đó chúng ta bên cạnh đó thì cái phận của mỗi chúng ta, Đức Thầy cũng có dạy rằng ráng tu tác đạo cứu của quyền thoát chúng mê đồ đến cảnh tiên. Thì chúng ta cũng cố gắng làm sao mình biết được Phật pháp rồi thì tu hành tinh tấn để một ngày kia được cứu của quyền thất tổ cha mẹ ngay trên suối. Thì tiếp theo chương trình đó là sẽ là phần cầu nguyện cúc thới cho em. Thì phần này vâng, ngày con xin mời chú Minh Tăng sẽ lên đây làm sứ ngôn để cho phần cầu nguyện mình có phần thống nhất. Xin mời chú. Tiếp theo là phần cầu nguyện cúc thới cho em. Thì con xin mời tất cả những phần nào chúng ta đang còn ở ngoài đầu tràng,
ta vào hoặc là những đồng đạo đã còn ở đằng xa thì chúng ta vào đội tràng để bắt đầu chương trình cầu nguyện quốc thế dân an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính lễ thầy, kính thưa tất cả chư vị đồng, ngày hôm nay ta biết là ngày đại hiếu một kiều ly báo hiếu nhiệm ngày rằm tháng 7, ngày từ tướng Du Lan, đó là đêm Phật giáo chính thức mà hay là nói toàn thế giới. Mình cũng tỉnh để đi làm gì kẹt lắm, nhưng mà hôm nay là ngày rằm người ta Phật tử đó đi chùa hết trơn, không cũng có người tới chỗ này chỗ kia để lễ Phật. Thì hôm nay để cầu nguyện cho bất thối nha, thanh tâm đại diện cái phần hậu túng đọc lại cái gì cũng theo đó. Thì cũng ở sau cái gì chúng ta cũng bước lên bên trên những ngày đại hiếu một kiện liên cái gì đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không nâng đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phụ kính công cha. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Thì chúng ta biết đó, khi còn cha mẹ thân thiện chúng ta không có quý mến, và khi cha mẹ chúng ta mất rồi đó chúng ta mới biết, nhưng mà đã muộn rồi. Kẻ mất cho anh xin khó hiểu, người còn bạc đại là lùng thay đó. Khi còn cha mẹ chúng ta mới là mẹ thèm con này bên kia, hay thèm món con vật lạ gì chúng ta nói thôi để đáng gì từ tháng là sau ra ổng mà tôi cúng ổng bạn luôn. Tụi bà mẹ thấy con già vậy đi ngang đó thì giờ tới tao thèm gà nhịp nhiều quá, thôi bà ơi bà ráng đi tháng nữa được cuốn ổng rồi bạn luôn. Chúng ta biết đời cũng có ngày mai cái gì vô thường đó là không có. Tôi nói là xe tan dù bước qua bao, đưa người hơn trước hơn sau tư mình, ai ai cũng án tử hình khác nhau chút đỉnh thời gian ngắn dài. Vô thường có hơi thở này, còn thở ra là còn mình chứ hết thở ra hết bệnh gì. Còn thở ra thì còn cha, còn mẹ, còn anh em, thân bằng, quyến thuộc, còn tiền tài của người ta. Thế gian cuộc sống cái gì cũng bền lên. Nhưng mà cái ông này cũng giàu cái gì, đâu đất đâu mình chân. Nói đất này của tôi này, nhà đầu của tôi này, xa hơn của tôi này. Tất cả đất nào ông mua đất của ổng á, khi mà ổng gần nhắm mắt xuôi tay đó, ổng đã biết mình là đất, không phải đất của mình. Thần ta đã biết tôi nữa nhỉ, mượn bốn chất này để tạo nên cái thân này, rồi khi chết rồi chúng ta trả lại cho bốn chất này thịt xương. Ai tội hoại ta bước được trong gì? Hôm nay đúng là ngày rằm tháng 7 2020 là ngày năm Canh Tý, thì cái sĩ ngôn cho phép thanh lãnh điều động này mời tất cả quý vị giờ đây phút thiêng liêng bắt đầu, mời tất cả hướng về bên trước mặt chúng ta. Là trước đây chúng ta chính với thầy chúng ta 26 gì là môi trường Phật. Và mời chúng ta hướng về ngôi của quyền thất tổ đồng kính ba sát. Mời chúng ta hướng về tam bảo Phật đài đồng kính ba sát. Mời tất cả chư vị chúng ta đồng xe sau lưng và hướng ngôi thông thiên và bàn Phật giữa trời đồng kính ba sát. Đó là nghi thức của tôn giáo vừa xong, rồi ta hướng về bàn Phật và giữa trời đồng kính ba xá để chúng ta cầu nguyện quốc thế dân an đồng kính ba xá. Và mời tất cả chư vị chúng ta quỳ được chúng ta quỳ, người nào quỳ không được thì chúng ta đứng. Thấy chúng ta khỏe không ạ? Mời tất cả chúng ta quỳ để chắp tay trán để thành tâm cầu nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Tụ Thần Chư Vị Sơn Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi Cảm Ứng Chứng Minh. Hôm nay tất cả chúng con thành tâm cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, nhà nhà an cư lạc nghiệp, bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly, tòng xã và đồng đứng lên.
và đại diện ta thu hương để cắm hương bàn Phật ở ngoài trời. Còn lại chúng ta chắp tay vào trong tâm, trong ngực, trong tâm niệm. Tây phương chư Phật cảm ta bà, chuyển pháp độ đời khỏi độ xa, mong mỗi chúng sanh đồng mật niệm, vọng cầu thế giới dứt các quan. Là chúng ta cầu cho thế giới dứt hoàn toàn cái bệnh tật Covid, cũng được đẩy lùi cho má tánh an lạc tu niệm. Đó là ý nghĩa trong cuộc đời. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa, chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa, chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thưa, đồng chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ bốn lại xong phần tử lên. Sát ở giữa Nam Mô Di Đà Phật, bên trắng Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, bên lọc Nam Mô Quan Âm Thế Âm Bồ Tát. Theo ngày đại lễ cầu ba la mi nhất quán âm đồng kính ba sáng tức tổng Nam Mô Di Đà Phật. Và mời tâm vị thầy hương chắp tay lên án thầy hương thành tâm cầu nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quán Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quán Trụ Thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chính minh. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, nhà nhà an cư lạc nghiệp, bát tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ dạ, chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ lên, chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ lên, và đồng chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và bốn lại xong, mời tất cả chúng ta đồng đứng lên, xá ở giữa Nam Mô A Di Đà Phật, bên trái Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, bên mặt Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Đến lượt thứ ba cũng lượt sau cùng, và mời tất cả chúng ta đồng kính ba sáng và mời tâm nguyện chắp tay lên trán đặt hai hương thành tâm cầu nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quán Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quán Trụ Thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chính minh. Hôm nay tất cả chúng con thành tâm cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, nhà nhà an cư lạc nghiệp, bá tánh vạn dân tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ, thưa lên chí tâm đảnh lễ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, thưa lên chí tâm đảnh lễ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, thưa lên đồng chí tâm đảnh lễ Nam Mô Di Đà Phật. Và bốn lại xong, mời tất cả chúng ta đồng đứng lên. Xá ở giữa Nam Mô A Di Đà Phật, xá bên trái Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, xá bên mặt Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mời tất cả chúng ta làm nghi thức quay về bên trong. Mời ta hướng về ngôi của quyền thân tổ đồng kính ba sai. Mời ta hướng về Tam Bảo chân dung đức thầy, chân dung đức thầy đồng kính ba sai. Mời tất cả chúng ta làm sao đẹp sau lưng và hướng ngôi thông thiên là bàn Phật đồng kính ba sai. Và mời chúng ta xem trong. Và đến phần ráng nhiệm cũng chưa, thì mời bà Sáu đọc chương trình. Đọc hay quá, đọc luôn. Đọc luôn. Đọc luôn. Đọc luôn. Vậy thôi, chúng ta cũng đại diện chưa, thôi chuyện khó xíu vậy ha. Có gì quan nghĩ là chúng ta khổ được thì tu hành phải khổ thì mới được đắc quả. Thì giờ đây cũng chưa bắt đầu, mời ta đứng về ngồi quyền đồng kính ba sai. Mời tất cả quý vị ta quỳ và chắp tay một cái theo chị có hương mà hai hương gì cứ kính dân hương trước chủ quyền cầu trên thất tổ chính lòng thiện. Nay con tỉnh ngộ quy y Phật, ý dốc tu thiền tạo phước duyên sáng một sáng lên. Và theo sáng đã chắp tay lại tòa chức cúi đầu lại là tổ tâm báo ơn sớm giữ dày trong nhập nhằn. Ngài con xin giữ đạo hàng, tu cầu tâm tổ siêu thân Phật đàn. Nguyện làm cho đẹp mặt bàn, thoát đơn hộ hại di đài được lên. Mong nhờ đức cả bề trên, đồ con quy ổn dẫn về đồ tu sáng để lại là chí tâm đầy đầy đầy. Thưa lên, chí tâm đầy đầy. Thưa lên, chí tâm đảnh lễ. Và thưa lên, đồng chí tâm đảnh lễ. Và lấy lại cái quyền hút lại gì xong, mời tất cả chúng ta đồng đứng lên sát hẳn ba sát. Mà ta hướng về Tam Bảo thầy đồng kính ba sát. Mời chúng ta quyền này đọc bài quý vị. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thập Phương Phật. Nam Mô Thập Phương Pháp. Nam Mô Thập Phương Tăng. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Thụ Thần chư vị sơn thần, chư vị năm non bài cúng cảm ứng chứng minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lãnh giữ quy y theo mấy ngày, tu hiền theo Phật đạo và xá tứ lực. Và xá một xá chắp tay người ta đọc bài lũ cầu. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng liên hoa hệ hội thượng Phật từ bi Phật dư độ chúng thế giới bình an. Nam mô nhị nguyện cầu tụ quyền thất tổ tình độ siêu sanh. Nam mô tam nguyện cầu phổ mẫu tài đường tăng long phước thọ phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Nam mô tứ nguyện cầu bát tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê liên. Nam mô ngũ nguyện cầu Phật tổ Phật thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu tan tình sự trí huệ thông minh giai đắc đạo quả sáng lễ đại bốn đại chí tâm tịnh đệ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, chí tâm tịnh đệ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa lên chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ thưa đồng chí Tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Bốn lời xong mở tên sát ở giữa Nam Mô A Di Đà Phật, sát bên cánh Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, sát bên mặt Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn ta sẽ lên. Và chúng ta hướng ngồi cánh thông thiên đồng kính ba sáng. Và mở tâm quyền. Chánh thiên thì có đọc bài như gì? Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô thập phương Phật. Nam mô thập phương Pháp. Nam mô thập phương Tăng. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quán Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chính linh. Nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy ngày, tu hiền theo Phật đạo xá đứng lên. Dạ, xá xá cách bài nữ gì? Chà đọc bài nữ gì cầu. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Hộ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Đi Qua Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Chủ Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêng Sanh. Nam mô Tam Nguyện Cầu Phụ mẫu tại đường Tăng Đông Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Nam mô tứ nguyện cầu, ba tánh vạn dân từ tâm bát ái giải thoát mê ly. Nam mô ngũ nguyện cầu, Phật Tổ, Phật Thầy, từ bi xá tội đệ tử, tiêu tan tình sự, trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả, xá lễ đài, bốn lại tạ ơn cho Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ đồng chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ cũng lại xong và tất cả chúng ta đứng xá ở giữa Nam Mô A Di Đà Phật. Xá bên trắng Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, xá bên mặt Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mời tất cả chúng ta ngồi xin bên trong. Và hướng thứ nhì với thiên đồng kính ba xá. Và chắp tay về ta đọc của biên tập. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Hộ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam Mô Chức Nguyện Cầu Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng, Liên Hoa Hải Hội Thượng Thập Từ Bi, Phật Dương Độ Chúng, Thế Giới Bình An. Nam Mô Nhị Nguyện Cầu, Chủ Quyền Thất Tổ, Tịnh Độ Siêu Sanh. Nam Mô Tam Nguyện Cầu, Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ, Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Nam Mô Tứ Nguyện Cầu, Bá Tánh Giảng Dân Từ Tâm Bát Ái Dạy Thốt Đê Ni. Nam Mô Ngũ Nguyện Cầu, Phật Tổ, Phật Thầy, Từ Bi Xá Tội Đệ Tử, Tiêu Tai Tình Sự, Trí Huệ Thông Minh, Giai Đắc Đạo Quả, Xá Lễ Lại Bốn Lại. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Chí Tâm Đảnh Lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và đồng chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và bốn lại xong mời tất cả chúng ta đồng đứng lên xá ở giữa Nam Mô A Di Đà Phật, xá bên trái Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, xá bên mặt Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mời ta xây bên trái. Đây là thứ ba chúng ta đồng kính với ba sa. Và chắp tay chúng ta đọc đủ yêu cầu. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Hộ Độ
chúng sanh A Di Đà Phật. Nam mô nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng y hoa hệ hồ thượng Phật từ bi, Phật dương độ chúng thế giới bình an. Nam mô nhị nguyện cầu cụ quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh. Nam mô tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực dạng tây phương. Nam mô tứ nguyện cầu ba tánh dạng chân từ tâm bác ái giải thoát mê liên. Nam mô ngũ nguyện cầu Phật tổ Phật thầy từ bi xá tội đệ tử, tiêu tai tịnh sự trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả xá để lại tạ ơn chư Phật bốn đặt. Chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên, chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên, đồng chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Và bốn lại xong vẫn đến xá ở giữa Nam mô A Di Đà Phật. Xá bên trái Nam mô Đại Thế Chín Bồ Tát. Xá bên mặt Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và xá sau lưng. Và hướng thứ tư cũng hướng sau cùng, đồng chính của ta xa. Và khi chức trách được ta đọc bài của Yên Cầu. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Hộ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Niên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An. Nam mô nhị nguyện cầu cụ quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh. Nam mô tam nguyện cầu phụ mẫu đại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng tây phương. Nam mô tứ nguyện cầu ba tánh dạng dân từ tâm bác ái giải thoát bê ly. Nam mô ngũ nguyện cầu Phật tổ Phật thầy từ bi xá tội đệ tử, tiêu tan tịnh sự trí huệ thông minh, giai đắc đạo quả xá lệ lại bốn lại tận chư Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên, chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Thưa lên, chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Đồng chí tâm đảnh lễ Nam mô A Di Đà Phật. Và bốn đại xong, mời tất cả đồng đạo ta đứng lên xá ở giữa Nam mô A Di Đà Phật. Xá bên trái Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Xá bên mặt Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mời chúng ta xe ra ngôi thông thiên ạ. Theo lời đọc kính ba xá. Mời đồng đạo ta xem trong. Và hướng ngôi của quyền thất tổ đồng kính kính ba sa. Mời ta hướng về tam bảo và chân dung đức thầy đồng kính ba sa. Sẵn ta hướng về cố đức ông đức bà các tri ân, cố ông đức bà và anh hùng tự sĩ hy sinh vì đạo pháp vì dân tộc đồng phật niệm. Và buổi cúng trưa ở đây đã trả lại cho sư ngôn với điều hai vị đồng phật. Chúng ta ra áo và ra nhà sau, nhà cuộc cơm trưa cùng với ban tổ chức.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyễn Hải TV, hành trình khám phá.